chào đón quý vị khán giả đã quay trở lại với Biết Song Biết Điều, bài hát hay nhất tập 13. Tiếp tục là sự xuất hiện của những nhà đầu tư mới mang đến nhiều bất ngờ. Giang, em so hot, em so hot. Nếu như mà ca khúc này á được release, tất cả những DJ của Việt Nam sẽ phải đánh nó mỗi tối trong tất cả những cái club, trong tất cả những cái lounge, và nó sẽ là một cái ca khúc mới dành cho những cô gái mỗi buổi tối lên đồ và đu đưa như này đó. Phần nhạc nền nó đã làm giống như là ngấm trong máu của tất cả mọi người, khi mọi người đều có thể là nhẩm theo được với cái nhạc nền đó, thì bài này có thể là sẽ có tương lai đấy ạ. Từ đầu khi mà em giới thiệu cái tên bài hát này thì anh đã liên tưởng tới là Paracetamol rồi. Thì cũng may là em không giới thiệu quá hay, bởi vì nếu mà em giới thiệu hay quá thì anh sẽ nghĩ là em đi kinh doanh bán thuốc hơn là một cái người sáng tác bài hát. Không thể thiếu những bàn chốt điêu cực gây cấn. Thì bây giờ anh quyết định là sẽ tạm thời đầu tư trước cho em 30 triệu, bất chấp bài hát đó như thế nào. Thì anh sẽ quyết định đầu tư nhiều hơn con số đó. Trời ơi. Và đặc biệt là với cái sự hỗ trợ sản xuất của anh Châu Đăng Khoa, thì anh có một cái lòng tin là cái bài này sẽ rất là hot. Anh xin phép sẽ đầu tư 30 triệu để được đăng cái bài này trên kênh của anh. Với cái đoạn teaser này thì anh sẵn sàng đầu tư cái mức 30 triệu trước nè. Anh ơi, chắc là sau hôm nay anh đổi tên là anh Tiến Đồng Giá đi. Anh cũng đồng giá 30 triệu từ đầu đến giờ đấy. Anh quyết định đầu tư thêm 10 triệu cho em nữa là 40 triệu. Anh ơi, thuốc là nó phải có liều, uống như thế thì chết. Em có ý kiến là nhà sản xuất nên mời anh Dục Sĩ Tiến cho tất cả các tập giúp cho em. Quá tuyệt vời. Bài hát này sẽ xuất hiện trong một đoạn phim rất là đắt giá trong phim của anh, mà anh cam đoan là không dưới 10 triệu view và 60 triệu tiền đầu tư cho cái bài hát này. Dạ em xin cảm ơn. Em ơi, bài hát này sẽ xuất hiện trong đêm chung kết, nhưng mà chị không cần được thể hiện bởi bất kỳ một ngôi sao nào, mà chính em sẽ đứng trên cái sân khấu đó. Đi kèm sẽ là một cái offer để cho em có thể phối khí này, rồi vũ đoàn, rồi tất cả mọi thứ này, quần trang phục, tất cả mọi thứ, 80 triệu. Chốt đi vậy. Tại thời điểm bài hát này em chưa bước ra khỏi chương trình, anh sẵn sàng trả em 100 triệu cho bài hát này. Nghĩa là bây giờ 100 triệu vừa lên phim, vừa lên sân khấu, em chọn cái nào? Bây giờ tôi đã hiểu rồi. Tình cảm của tất cả quý vị có thể thay đổi bằng những con số. Nhưng mà cái chi phí trước mắt để mà mình sẽ cùng làm cái khúc này, chị nghĩ nó không thể ít ỏi được. Và chị sẽ offer đó là 300 triệu. Và tất cả những cái gương mặt bóng hồng, những cái người đẹp quy tụ, những cái dàn người đẹp nhất Việt Nam, và trong đó có Huyền, có thể mình sẽ cùng tham gia mình quay cái MV này. Thì không biết Huyền thấy sao? Nếu vậy thì mình làm tròn là 500 triệu. Gửi tiết kiệm VPBank ngay hôm nay, tặng thêm lãi suất. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình.